thì cũng gần không xa đúng không? Sáng nay là cũng thực sự là cũng xin lỗi anh với lại gia đình là đã đợi từ lâu. Tại vì sáng nay là gặp sự cố nhỏ nên là đi không được, nên là mới tới trễ như vậy. Thì xin lỗi anh và cảm ơn anh với lại gia đình đã đợi tới bây giờ. Chị chờ đợi thì vẫn được, nếu gặp mặt được là được. Anh có hỏi gì không? Em nghĩ gì công việc anh thì thấy làm sao? Thì cũng được. Hình như hẹn hò thì mình hẹn hò vào khi nào được? À, cuối tuần được. Cuối tuần cũng được, nhưng mà chắc là anh phải chạy lên phố tranh đi lên thôi. Còn anh có ngại gì đó không? Đi cứ cuối tuần thì lên được. À vậy hả? Nam hiền quá trời quá đất luôn rồi đó. Anh đứng lên đây, đứng đây gần gần. Mình nói lớn lên cho bạn gái nghe nha. Giới thiệu về mình đi. Dạ chào Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào gái kia, chào tất cả các giả trên trường quay ạ. Dạ em tên Lê Quốc Bình, sinh năm 87, em quê ở Bình Phước, hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Anh làm gì Bình? Dạ em làm bên kỹ thuật viên điện. À kỹ thuật viên điện. Hiện nay mình làm mình sống ở Bình Dương với ai vậy? Dạ Bình. Sống ở nhà với anh chị. Anh chị ruột hả? Dạ. Rồi mời nhà gái giới thiệu cho mình ạ. Xin chào MC Ngọc Lan. Dạ. Và chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể quý vị đang ngồi dưới khán đài ngày hôm nay. Mình tên là Đinh Thị Ngọc Thảo, sinh năm 1987, hiện đang làm sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thảo đang làm công việc gì? Em làm kế toán. Ở quận mấy hả Thảo? Em ở Tân Phú. Rồi Thảo ở Tân Phú, Tân Phú với lại Bình Dương thì cũng không xa không gần. Không, cũng không xa đâu, nếu mà yêu nhau thì nó gần lắm. Yêu nó mới xa thôi. Bây giờ mình nói về cho nhau nghe về điểm mạnh điểm yếu của các bạn. Dạ điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát, biết nấu ăn. Nấu mình ăn hay nấu cho người khác ăn? Dạ đang ở mình đang nấu mình ăn anh. Nhưng quan trọng mình nấu người khác ăn được không? Dạ dạ được. Được đúng không? Rồi còn điểm yếu của nhà trai ạ? À? Điểm yếu nhà trai là hơi rụt rè nhút nhát trước đám đông. Rụt rè nhút nhát ngồi gãi hoài luôn. Gãi là bị ngứa chứ không phải rụt rè nhát gì đâu, coi có nghĩa đâu. Đừng có đánh giá nhà trai ta vậy. Nhà trai tôi sạch sẽ đàng hoàng, không có gì hết, ngồi thẳng lên nè, đẹp trai cái đó, thấy chưa? Nhà trai tôi ngon lành, thôi chào gái. Dạ. Hai người cùng tuổi đó. Dạ đúng rồi. Thôi hồi gặp cơ hội không ha. Dạ. Rồi bây giờ nhà gái nói gì điểm mạnh điểm yếu của mình đi nào? À, điểm mạnh là cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng biết nấu ăn. Biết nấu ăn luôn. Dạ. Nấu mình ăn hay là nấu người khác ăn? Mình ăn thấy ngon, còn mọi người ăn thì không biết. Đó là quan trọng là vậy đó. Quan trọng là mình ăn thấy ngon, còn người khác sao kệ đúng không? Dạ đúng rồi. À, còn điểm yếu? Điểm yếu là hơi khó tính một chút, cầu toàn. Cầu toàn hả? Dạ, đúng. Khó tính mà cầu toàn rồi trời mệt lắm mày nha. Dạ. Cái gì nó không phải tròn do, cái gì nó không phải gọi là hoàn thiện hết. Nếu nói tôi hả? Nếu tròn do là nói tôi hả? Không. Cũng chưa lắm tròn tôi lắm đâu. Tôi né mấy cái từ tròn là đúng rồi. Mà mặt đồ ra né mấy từ đó ra nha. Hai bên điểm mạnh điểm yếu cũng giống nhau ha. Tương đồng mà bà nhà gái lại rất là hoạt ngôn nha. Lanh lẹ lanh lẹ. Thấy mà phụ nữ mà khó tính mà cầu toàn thì mệt lắm. Bàn ghế là cũng nào. Láng lên một cái là phải sạch bóng rồi. Thì vậy thì nhà cửa sạch sẽ thôi chứ dạ, có gì đâu. Dạ, em hiểu rồi. Đó, em có một người phụ nữ bên cạnh luôn luôn sạch sẽ như vậy, câu toàn như vậy, được không? Sạch sẽ được, chịu được. Chịu được không? Em chịu người phụ nữ khó tính không? Khó tính là tùy do bên nam mình sao, bên nam nữ cũng khó tính ra. Được. Đó, hợp lý. Trai tôi nói hay quá. Đó giờ mình tới một phút nói thật nè, tình duyên thổi trước nó ra làm sao? Cũng có quen biết một vài người. Thành có vài người nhưng mà tìm hiểu thì mình lúc đó mình cũng chưa có cái... Em vài người đó mình đắc chí không? Sâu đậm không? Dạ không, cũng bình thường thôi. Là coi, yêu bình thường vậy đó hả? Nè, cũng chưa có định kết hôn cho nên là chỉ là tìm hiểu thôi. Mối nào sâu sắc nhất? Giờ nói chuyện em cũng biết mối nào dài dòng, nói chung là tất cả là bình thường hết. Dạ không nhớ gì luôn hả? Vậy là cái người tức là không, không có cái mối tình nào gọi là sâu đậm để mình nhớ hết. Bao lâu rồi mình chưa yêu? Chắc cũng khá lâu rồi đó chị. Thực sự thì mình cũng gặp gỡ, nói chuyện qua lại và tìm hiểu nhưng mà chỉ là tiền lợi ở mối quan hệ là gặp nhau nói chuyện tìm hiểu thôi. Nói thật là em là người phụ nữ khó yêu, mà đã yêu được thì yêu rất nhiều. Dạ đúng. Bây giờ nghe nhà gái nói gì đó em. Nói chung là nhà gái chưa có trải đời. Ừ. Hồi còn đi học thì thích thầm thôi, còn yêu đơn phương không dám nói. Đó đi làm thì mới quen được hai mối tình. À, mối tình thứ nhất thì cũng hơn được năm, cũng quen cũng có tìm hiểu, đang tìm hiểu. Được trước thì em có bệnh, nói chung bị viêm xoang nên đi làm về mà cả đêm nữa về hay nhức đầu, em ngủ sớm, em không nhắn tin được. Cái bạn gái thì hô là do không quan tâm gì nữa nên chia tay trước. Vậy đó hả? Dạ xong rồi. Tức là bị viêm xoang là chia tay luôn vậy đó hả? Ta bị viêm xoang phải hiểu người ta chứ tự nhiên. Bạn gái gì mà không hiểu gì? Không mà hiểu có nói cho người ta biết là mình bị viêm xoang phải ngủ sớm không? Có nhắn mà không tin tưởng. Viêm xoang chứ đâu viêm tai đâu. Thì nhắn cái đâu có gì đâu mà không nhắn. Thì người ta nhắn cho biết là viêm xoang rồi họ đi ngủ sớm. Ừ. Có nhắn viêm xoang không? Có à. Ờ. Thì nhắn thì người ta kêu là không tin tưởng thì được tùm lum chuyện cái người ta không quen nữa. Trời đất ơi. Bà nó lãng hòm. Ta viêm xoang mà cũng trách người ta rồi, không quen người ta luôn. Lâu chưa? Cũng 4-5 năm rồi. Thôi bỏ mối tình viêm xoang đi. Xong rồi sau 1 năm thì mới quen được mối tình nữa, cũng đang tìm hiểu. Xong rồi bên nhà gái thì cái cậy cũng nhiều cái đòi hỏi, nhiều cái quá. Đòi hỏi gì? Rồi đòi nhà cửa có sẵn rồi mới chịu. À. Cái thôi chia tay luôn. Chia tay luôn. Thôi đó bỏ luôn đi. Rồi thôi thì cũng có gì sâu sắc hết trơn hết trời. Hai người này chưa ai trải sự đời cả. Bây giờ chúng ta nói về một phút, nói về mong muốn tương lai nè. Nhà gái muốn có người yêu như thế nào? Thích cái mẫu đẹp người. Trai. Ừ, đẹp trai. Rồi gì nữa? Cao ráo. Cỡ nhiều? Khoảng tầm 1m7 độ lên đi. 1m8 được không? Cũng gần rồi đó em.
gần gần với tẩy rồi không. Nhưng mà thôi, ngoại hình không quan trọng bằng trái tim. Bây giờ thích cái gì nữa ở con trai? Chững chạc rồi, có công việc ổn định, quá ổn định, biết lo cho gia đình. Anh là biết lo, không tứ đổi tường. Để hỏi nhà nãy giờ chưa hỏi, có phạm vô cái tứ nào không? Dạ không luôn, không có gì hết đúng không? Nhìn quá luôn à. Không nhậu luôn. Có nhậu không ấy ơi? Bài. Không, không có nhậu luôn hả? Thóc đĩa, quýnh bài thóc đĩa coi dính gì không? Không có cờ bạc, không có cái gì gì đó. Đây có lẽ là một người phụ nữ rất rất truyền thống luôn. Rất khó đó. Rất là truyền thống luôn. Tài của em á, muốn kiếm người yêu như thế nào? Thật sự là bây giờ cũng không biết là đối tượng như thế nào, chỉ cần mình gặp thì mình thích thôi. Gặp mình có cảm tình là tới. Thấy được là được. Dạ, thấy được thì mình. Rồi, nào mở đầu cho sẽ biết. Còn em tiêu chí tìm người yêu làm sao? Mẫu hình lý tưởng thế nào? À, mẫu hình cũng nhỏ gọn xinh xắn là. Nhỏ gọn hả? Gọn cỡ này được không? Thôi gọn hơn nhiều chút. Gọn hơn nhiều chút hả? Ý là nói mập á, đây là không gọn rồi đó. Điểm gì không thích phụ nữ nè? Chung là không màu mè, không nhuộm, không lè lẹt được quá là được. Không màu mè, không nhuộm. Không màu mè về gì chứ? Tôi thấy có nhuộm gì? Tóc là không rồi đó. Là không rồi đó, đúng rồi, bên đây không có nhuộm tóc, không có gì. Chứ bên đó truyền thống. Có xăm không? Trang điểm lè lẹt không? Khó trang điểm lè lẹt chút. Tại hôm nay tao lên hình thì tao trang điểm chút. Ở đây tao không thích trang điểm lè lẹt. Trang điểm thì được. Trang điểm được. Nhưng mà không được lè lẹt, màu mè đúng không? Coi màu nổi không? Trời môi bóng lưỡng không ngồi ơi. Thì tại bình thường người ta không có trang điểm, bên này ta lên hình ta trang điểm. Anh không thích là lẹt, không thích màu sắc. Bên kia cũng truyền thống, bên đây cũng truyền thống nữa. Nói chung anh bây giờ nói đây, hai người cảm nhận về nhau thôi, những cái sở thích thôi. Mình gặp mình sẽ cảm nhận ngay liền à ha. Bây giờ mình sẽ đi gặp người thân nè, đúng nhà rồi. Gái đi với ai? Đi với hai em đồng nghiệp. Rồi dạ chào, đại diện nhà gái ạ. Em là Đinh Như Quỳnh, em là em gái ruột của chị Thảo. Nói chung là chị gái em á, tại sao mà bây giờ chưa xác định là cũng có nhiều lý do. Mà nguyên nhân mà em nghĩ là sâu sắc nhất là tại vì chị gái em là người rất là lo cho mọi người khác. Thời còn trẻ, và thời còn giống như là hai mấy tuổi thì đi làm, nuôi em. Tại vì lúc đấy là ba nhà em rơi em thì nó khó khăn. Thì chị Thảo em là người mà nuôi em lúc mà đi học đại học. Tiếp sau học đại học xong rồi á, chỉ chuyên tâm đi làm thôi. Có khi là đến 10 giờ, 12 giờ đêm bắt đầu mới về nhà. Thành ra thời gian mà để dành riêng cho cá nhân mình á, hầu như nó rất là hạn hẹp, mọi người rất là hy sinh. Em nghĩ là vậy. Giống như bài chị tôi của Trần Tiến rồi đó. Đúng rồi, em hát cái bài chị em á. Đúng rồi. Sao bây giờ nhà gái thấy nhà trai như thế nào ạ? Nói chung là em cảm thấy là, dù là anh rể em á, hiền thì cũng có hiền, nhưng mà đừng hiền quá. Thứ hai là phải yêu thương chị cả em, trách nhiệm. Em nghĩ là chắc cũng nên có một cơ hội hai bên tìm hiểu cùng với nhau, nói chuyện chia sẻ gì đó nhiều hơn, nếu mà cảm thấy mà hợp thì có thể tiến tới. Okay. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai ạ? À, nhà trai với đi với anh chị ruột. Dạ, rồi em chào nhà trai. Em chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan, chào khán giả trường quay, chào bạn gái. Chị tên Liên, chị là chị ruột của Bình. Hôm nay thì chị đến với Bình thì cũng mong muốn là em mình có thể tìm được một nửa cho riêng mình. Tính của em chị thì nó rất là hiền và nó rất là chăm chỉ với công việc. Bạn gái bên này thì chị thấy cũng rất là chững chạc, rất là nghiêm túc. Hy vọng là em sẽ thuyết phục được bạn để bạn có thể gia nhập với gia đình mình. Cảm ơn chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Tấn công đi Bình. Anh chào em. Anh có túi sách tăng món quà nhỏ tặng cho em. Dạ, anh cũng cảm ơn em. Cái này là khung hình thôi. Biết đâu khung hình đó là khung hình có hình hai bạn, hai con mèo gặp nhau đó. Anh là làm việc ở đâu? Anh làm ở trên V-Ship 2 Bình Dương. V-Ship Bình Dương cái thành phố mới hả? Đúng rồi. Anh làm công ty nào? Anh làm cho công ty V-Ship. Có hay phải đi làm đêm không? Không có làm thêm, chỉ có làm thêm là làm ngoài tư nhân chăng thôi. Chứ ý là không, không phải tăng ca hay là làm đêm gì đúng không? Anh làm bên điện hả? Dạ, bên điện. Điện gia dụng hay là điện công nghiệp? Điện công nghiệp. Anh là gia đình là Bình Phước? Gia đình Bình Phước. Rồi anh ở Bình Dương thì anh ở với ai? Anh ở với nhà chị. Với hai anh chị này. Buổi sáng anh làm mấy giờ? Anh làm từ 7 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi. Làm giờ hành chính. Anh có hay đi thành phố không? Đi thành phố đi Sài Gòn không? Hồi trước thì cũng hay đi lấy đồ rồi làm, còn dạo này thì ít. Bây giờ thì không đi lái trực tiếp nữa, chỉ đặt hàng này ra giao tới luôn rồi. Nhà mình thì cũng ở Bình Dương, ở trong thành phố mới luôn. Nhưng mà ít về lắm. Ở có nhà ở trong thành phố mới, nhưng mà hiện tại thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì có cơ hội thì nếu quen được thì có thể về đó làm cho gần luôn. Tại vì nếu mà chuyển về làm gần thì chắc là không có được. Tại vì hiện tại công việc là trong thành phố ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình nghĩ là mình không thể nào chuyển xuống đó làm được luôn. Nhưng mà đi lên đi xuống thì cũng gần không xa đúng không? Sáng nay là cũng thực sự là cũng xin lỗi anh với lại gia đình là đã đợi từ lâu. Tại vì sáng nay là gặp một sự cố nhỏ nên là đi không được, nên là mới tới trễ như vậy. Thì xin lỗi anh và cảm ơn anh với lại gia đình đã đợi tới bây giờ. Chờ đợi thì vẫn được. Nếu gặp mặt được là được. Anh có hỏi gì không? Em nghĩ gì công việc anh thì em thấy không sao. Thì cũng được. Hình như hẹn hò thì mình hẹn hò vào khi nào được? Cuối tuần được. Cuối tuần cũng được, nhưng mà chắc là anh phải chạy lên phố tranh đi lên thôi. Còn anh có ngại gì đó không? Đi cuối tuần thì lên được. À vậy hả? Mà ông hiền quá trời quá đất luôn rồi đó. Em đứng lên đây, đứng đây gần gần nói chuyện dễ hơn. Ông nhát quá, đứng thử nắm tay coi. Về cho nó dễ thôi, hai người có điện nó chạy chưa? Thợ điện đó. Mình nói quan điểm về hôn nhân gia đình với nhau đi. Em hơi bị đau quá, tại sáng bị cắn ngọt được không? À, nhà gái bị đau. Bị đau chân ngồi đêm sáng ngồi. Sáng gặp tới này hả? Dạ. Bây giờ chúng ta nói về
quan điểm hôn nhân gia đình nhau nghe đi. Bữa 21 là nếu mà đến với nhau đến là cưới được rồi thì em công việc vẫn ở đâu? Thì chắc chắn là cũng phải làm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tại vì công việc của em hiện tại là không thể nào bỏ được. Tại vì công ty là của gia đình. Thì mình không thể nghỉ để mà làm chỗ khác được. Đúng rồi. Ủa làm thợ điện đâu cũng được mà. Đúng rồi. Đúng không? Có thể xin ở thành phố Hồ Chí Minh làm cũng được mà. Hiện tại mình có nhà riêng không? Có nhà riêng nhưng mà ở quê. À, ở Bình Phước. Thôi bây giờ vấn đề không quan trọng là đất ở đâu. Nhưng ví dụ giờ vợ ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Mà nếu lấy nhau rồi ta muốn ở thành phố Hồ Chí Minh thì em có thể có nhà ở quê lên bán cái nhà đó lên lấy tiền lên mua nhà thành phố Hồ Chí Minh được không? Không đủ đi mua. Không đủ đi mua thì mình làm sao cho nó đủ? Mình làm cho nó đủ đúng không? Khi có gia đình thì cố gắng hết mức. Đó đó. Bây giờ cũng rung động em lên em đứng rung rinh luôn coi. Đứng lên biểu diễn coi cho nó thoải mái luôn coi. Lên hát bài tặng quấy coi. Em ngồi hoài em ngồi cái người nó khó chịu lắm. Đẹp trai nhìn cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Nói hiền lắm á. Có ông chồng gì đỡ ghen lắm á. Đỡ lo. Thôi giờ hát bài nào đi. Bộ nghe. Bài gì đỡ rung nè. Dạ, hát bài đoạn ngắn của bài Không Gì Thể Thay Thế Em của Lâm Tuấn Huy. Ra nhạc lên hát giả. Không cần nhạc. Mình có nhạc. Nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi, nhớ bước chân xa cách nhà. Anh thầm ước là chiếc quên mình. Anh thầm ước là chiếc bóng ở bên em. Rồng lâu rồi. Hát cái ghét quá. Hát nguyên bài nghe lại coi nè, hát sung lên coi. Dạ không phụ khách bài. Không phụ khách bài khác coi. Đây là mình chứng minh cho bạn gái thấy nè. Ủa lúc trước là anh cua người ta hay người ta cua anh vậy? Dạ anh cua người ta. Dạ anh cua người ta. Trời ơi. Không cua được hai cũng hay vậy nha. Hát lại đi coi. Cua này cua lanh lắm á. Mình dạng là có anh đứng đây nè. Mình dạng lên nào. Nhớ. Hát lại bài nãy coi. Hát lại bài nãy coi nè. Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ cả bờ môi, nhớ bước chân kêu xa bước nhà. Và anh thầm ước là chiếc gương để được em ngắm, em soi ngay khi thức dậy. Và anh thầm ước là chiếc son để được em bôi. Ôi hạnh phúc với anh chỉ có thể. Vô và đừng mấy tay lại. Thôi được rồi. Rồi để tay nút bấm nào. Bây giờ quyền bấm hay không là của các bạn nha. Chúng ta đưa ra quyết định chính xác. Hãy lắng nghe con tim của mình một lần nữa để mà chúng ta đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Bấm không phải bấm cho qua đường nha. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm để chúng ta đến với nhau, tìm hiểu nhau, chính thức hẹn hò với nhau chứ không phải bấm xong rồi cười tươi đi về nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Không có bấm. Anh biết là cái khoảng cách giữa em và anh á, nó cũng còn hơi xa về mặt giao tiếp. Nhưng con người ta rất là chân thật. Người ta tìm những người này á, mình chịu khó một chút. Mình chủ động trong nhiều công việc chút thì anh nghĩ sẽ tốt hơn. Em có thể nói một chút gì để góp ý cho anh thì em mong muốn điều gì? Chúng là phải hoạt bát một chút, bởi dạng một xíu tại hơi nhát. Hơi nhát. Cô gái này đã đỡ đần gia đình một thời gian rất là dài rồi. Cho nên tại thời điểm này và về sau cô muốn có một người để cô làm điểm tựa, để cô không phải đỡ đần nữa. Cô không muốn mạnh mẽ nữa cho nên là cô cần một người đàn ông mạnh mẽ hơn. Đó là điều rất là hợp lý. Bạn này quá hiền nhưng mà lại rất là chân thành luôn. Nhưng mà công việc thì rất mạnh mẽ. Đúng rồi nghe. Chưa chắc anh không đỡ đần được em đâu nha. Không phải là đỡ đần gì nhưng mà tại vì là khi mà mình nói chuyện thì nói chung là cũng chưa được cùng ở với nhau. Kể từ đây thôi thì ráng lên em, vậy thì chúng ta tạm chưa có duyên nào với nhau. Mình hãy là những người bạn với nhau, bắt tay nhau thế nào. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Xin gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Luôn luôn luôn, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của M-Shop 247 và các trang mạng xã hội Luôn 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 Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Luôn Luôn Luôn. Rất tiếc là ngày hôm nay chứ. Rồi, mời đi em. Nào, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Thị Tố Như, năm nay em 26 tuổi. Em thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh mỹ phẩm tự do. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào khán phòng và chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào nhà nữ. Em tên là Quách Minh Lĩnh, mọi người hay gọi em là A Lũ. Em năm nay 27 tuổi, quê quán gốc em là ở Cà Mau. Em sinh sống và làm việc ở Tân Bình được 10 năm. Anh làm gì? Dạ, em làm quản gia của một tiệm độ sửa chữa xe máy. Đàn gái cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ em thì điểm mạnh của em chắc là hiền, ít nói. Em thì em thích sự thẳng thắn và rõ ràng. Dạ sạch sẽ, và em thì cũng thích sự độc lập. Còn cái nhược điểm của em?
Nhược điểm của em thì chắc là em không khéo tay lắm. Cũng không biết nấu ăn, dù rất là cố gắng nấu ăn nhiều lần nhưng mà nó không ngon. Ừ, không ngon. Bạn Lĩnh ơi, bạn Lĩnh. Dạ, em nghe chị. Ừ, bạn Lĩnh thấy sao? Tố Như bên đây có tâm sự vậy đó. Dạ, em thấy thì những cái mà bạn gọi là khuyết điểm của bạn thì em có thể là tạo nên cái ưu điểm để lấp cái khuyết điểm đó của bạn được. Trời, hay chưa? Quá bản lĩnh luôn. Còn bạn? Dạ, ưu điểm của em là em rất là kỹ tính và em hòa đồng với mọi người, có thể kết nối mọi người từ các vùng miền khác nhau. Bắt chung nhau thì em đi đến nơi và em có thể hòa nhập. Dạ, em cũng xin giới thiệu em là một phượng hoàng chân chính. Phượng hoàng chân chính hả? Dạ. Em thích đi phượng hoàng. Còn những người phục thủ ông chân chính là sao? Dạ, em có thể nói là tự tin là mình đi đến đó là mình không làm ảnh hưởng dân cư ở khu vực đó và mình giữ vệ sinh chung, nhất định không bao giờ xả rác tại nơi mình dừng chân. Tố Như, em có thích đi phượt không? Dạ, em cũng thích đi phượt chị. Đó là đó một cái hộp rồi đó nghe. Em có xả rác là giữ gìn môi trường khi mà mình đi phượt không? Dạ không, em không thích xả rác, em thích bảo vệ môi trường. Thấy chưa, hai cái hộp rồi đó. À, em có mấy mối tình rồi Lĩnh? Dạ, em có được 3 mối tình. 2 mối tình lúc hồi cỡ tầm 18-19 tuổi. Còn một mối tình gần đây nữa là lại chia tay. Mấy năm? Dạ, mối tình quen được 6 tháng. Nhưng mà cái lý do gì để em chia tay 3 mối tình vậy? Dạ, 2 mối tình đầu thì lúc thời mình còn mới học đại học thì vì điều kiện vật chất. Ừ, còn cái mối tình cuối cùng? Còn mối tình sau này đó là do vì cái gia đình cấm cản thì cái ngoại hình em tôi nói không được đẹp mấy. Ồ, vậy ngoại hình em thấy đâu có gì đâu mà không đẹp. Dạ, người ta nói chê da đen. Ồ, vậy hả? Vậy là em bộc lộ rồi đó, ở bển là da đen. Còn Tố Như có thích da đen hay không nhỉ? Dạ, em thì da màu nào cũng được. Ờ, da màu nào cũng được đúng không? Tình trường của em sao? Dạ, em thì chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, ông thấy chưa? Ông A Lũ bên đây người ta chưa có mối tình nào kìa. Tại sao vậy Như? Dạ, chắc một phần là cũng khó tính á. Dạ, với lại là em tập trung công việc nhiều quá, mình chưa có thời gian mà đi tìm hiểu các bạn nam nhiều. Tức có nghĩa là có người tìm hiểu em mà em không thích, hay là vì hay là chưa có một cái sự gì mà. Dạ, trước đây thì cũng có người tỏ tình rồi. Dạ, nhưng mà kiểu em không thích những bạn nam họ tỏ tình nó hơi sổ sàng rồi hơi vòng vo á, em thích sự thẳng thắn rõ ràng. Nếu mà mình thích hoặc là mình muốn tìm hiểu thì mình nói thẳng luôn. Rồi bây giờ mình cho biết được cái mẫu hình lý tưởng của mình đang hướng tới là gì hả Lĩnh? Dạ, em thì tuy em không cao mấy nhưng em thích cái mẫu hình nữ là cao từ trên 1m6. Trên 1m6. Dạ, da trắng hoặc ngâm được tóc, tóc tầm gì? Ngang vai trở xuống. Tóc ngang vai hả? Dạ. Tóc ngang vai hả? Hoặc dài hơn xíu chứ không quá ngắn ạ. Dạ. Chào em, nói nghe nè cưng. Bây giờ chị đố em nha, em tưởng tượng xem cái cô Tố Như bên đây á, cổ đúng như là cái mẫu hình lý tưởng của em không? Dạ, tên Tố Như thì rất là dễ thương. Em thấy tên hay. Em phải tưởng tượng những cái gì nãy giờ bạn chia sẻ đó. Dạ, cái hình dung đó thì em cứ xin phép giữ trong đầu em để tí mà khi mà được nhìn mặt nhau để em không bỡ ngỡ quá về cái hình dung à. Vậy hả? Để coi đi, để xong hỏi Tố Như. Coi mắt đàn gái Tố Như cơ. Được chưa? Lạ chứ. Độc quá. Độc lạ đó. Độc lạ đó. Trời, tóc dài quá ta. Bây giờ Như đi. Dạ. Như tưởng tượng cái bạn bên kia có giống như cái hình mẫu của Như không? Như thích mẫu đàn ông như thế nào? Dạ, em thích mẫu đàn ông dịu dàng, tinh tế, ga lăng. Ủa, em thích đàn ông dịu dàng hả? Dạ, tại vì em nghĩ em cũng khá là cá tính mạnh mẽ. Như là ông dịu dàng là mệt lắm à. Dạ, cũng sẽ có người đàn ông dịu dàng. Nhưng mà em thích kiểu đó đúng không? Dạ. Bây giờ mình hỏi cái người thân cái đi Văn. Đúng rồi. Lĩnh, gia đình của Lĩnh, Lĩnh đi dai Lĩnh. Dạ, xin chia sẻ với anh và chị gia đình bên bạn nữ là gia đình em là khi nghe tin em bắt đầu được lên sóng thì rất là mừng, chuẩn bị đi, nhưng cuối cùng mẹ em bị bệnh nặng nên cha đồ với anh chị em ở nhà tập trung coi cho mẹ. Ồ vậy hả? Em mới di chuyển từ Cà Mau lên đến đây. Ồ vậy hả cưng? Dạ. Thôi gửi lời thăm mẹ, mong mẹ mau hết bệnh ha. Mau sức khỏe. Rồi yên tâm đi, có khán giả bên cạnh em. Bây giờ đàn gái em đi. Dạ, hôm nay thì em đi với mẹ và với một người bạn của em. Chào mẹ. Chào cô. Dạ, xin chào hai MC dễ thương Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chào cô. Dạ, em là mẹ của Tố Như. Nói chung Tố Như là con út trong nhà, có cá tính. Cá tính nhưng mà cá tính dễ thương, nói chung là không có mất lòng ai, bạn bè cũng như người thân. Dạ. Riêng mẹ thì mẹ thấy em trai bên này cũng được, có một số chắc tính cách cũng hợp với con. Thì mong sao là hai con sẽ tạo điều kiện cho nhau để có cơ hội đến với nhau để tiến xa hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn các anh chị và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn cô. Mẹ rất là khúc chiết luôn á, mẹ nói chuyện rất là khúc chiết luôn. Con cũng cảm ơn cô. Bây giờ mình mở rào. Xin chào. Có hầu không? Nửa ngàn không? Nửa ngàn không? Dạ, em thì hôm nay có một món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Dạ, cảm ơn. Để lắp lại cái món quà của em là anh có tặng một dĩa sô-cô-la. Em cảm ơn anh nhiều. Tuy nó đen nhưng mà nó sẽ ngọt ngào giống như anh. Dạ, em cảm ơn. Như tặng quà cho Lĩnh cái gì đó
Dạ. Coi coi. Dễ thương quá nha. Ừ, ông cũng ngưỡng cái lần. Cái gì vậy? Dạ, em tặng bộ da cạo râu ạ. Ủa, nhưng mà Lĩnh có râu không? Wow, anh Lũ có râu không? Dạ, Lũ ít râu. Dạ, cái này anh có thể dùng nhiều công dụng khác nhau. Ồ, vậy là hình như là tốt như em tặng lộn rồi hay sao á? Em tặng Quyền Linh. Dạ, tại vì thực ra là em thích bạn trai là có râu quai nón. Đó, trời, dạ, Quyền Linh, là... trời ơi, chết rồi. Em thì cũng có được chút chút ạ. Chút chút hả? Với lại em xin chia sẻ là em rất thích để tóc dài. Cái cá tính của em là rất thích để tóc dài, mong mà nếu có được đến với nhau thì mong bác mẹ, bác nhà gái chấp nhận ạ. Tức là đừng bắt em cắt tóc ngắn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nhà gái người ta thích để tóc ngắn, làm ơn đừng bắt người ta để tóc dài được chưa? Dạ, em cũng thoải mái trong chuyện đó. Dạ, tại thực ra thì em cũng khá là thích con trai lãng tử một chút cho nên tóc dài thì cũng sao. Rồi, rồi ngồi đây đi, ngồi đây đi cưng. Rồi, quan điểm tình yêu của bạn như thế nào? Trao đổi nhau đi. Em xin chia sẻ trước là quan điểm tình yêu của Lũ là rất là đơn giản, chỉ cần hiểu chuyện với nhau, hiểu cách sống của nhau. Như cái thời gian làm của em thì thời gian ban ngày chiếm rất là nhiều, nhưng một tuần có thể em tranh thủ đi chơi được một ngày ở đầu tuần hoặc giữa tuần, cuối tuần không bao giờ em đi được. Tại sao vậy? Cái công việc là cuối tuần là em đi được? Dạ, công việc cuối tuần của em là ngành dịch vụ thì rất là đông khách vào dịp cuối tuần. Dạ, tại vì em cũng tự kinh doanh cho nên là nó cũng khá là bận. Nếu mà em có thể theo lịch của anh cũng được, tại vì thực ra một tuần em cũng có thể dành ra khoảng được chừng nửa buổi hoặc một ngày. Dạ. Còn về của quá. Em thì em nghĩ là khi mà mình tiến tới tình yêu thì mình sẽ là những cái sự bù trừ cho nhau, và mình cùng nhau có những cái điểm chung và những cái điểm riêng. Mình sẽ dựa trên những cái điểm riêng đó để mình bồi đắp mối quan hệ, và em nghĩ là sẽ tìm được tiếng nói đồng điệu lâu dài. Khi mà nói được câu quy luật bù trừ là Lũ rất là vui, em cảm thấy mình có nét tương đồng nữa. Dạ. Lũ mong sẽ có được cái cơ hội để tìm hiểu có như nhiều thêm. Mắc mớ cái tay để gì hoài, tay để người ta dịu dàng mà vẫn chứ chịu. Các bạn có thể chia sẻ nhau về tương lai, thì sau này khoảng bao lâu mình có thể kết hôn được, và khi kết hôn thì có quan điểm về con trai con gái mấy đứa thế nào, trao đổi với nhau đi. Em thì nếu mà được thì chắc khoảng 2 năm nữa thì có thể em sẽ kết hôn, và gia đình thì có một nam, một bé trai, một bé gái là đẹp. Em dễ lắm, cứ chiều theo ý bạn nữ, cũng đang mong muốn có một người con dâu cho mẹ. Còn nếu anh có thể nấu ăn không anh? Về nấu ăn thì hơi bị khéo. Ở nhà tới 18 anh chị em thợ thầy làm sao anh, là nấu ăn cho 18 anh chị em đó. Trời ơi, quá dữ luôn. Và quản lý cả giấc ngủ, giờ thức, quản gia là chỗ đó. Tới giờ ngủ là kêu tất cả tắt đèn đi ngủ, tắt điện thoại đi ngủ. Ở đây em có thể nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng là khi mà bước chân vào công việc em rất là gần. Nói chuyện với bà chứ không phải nói chuyện với tôi mà xưng em hoài. Mình 27 tuổi, anh ta mới 25 hà. Anh mạnh dạn lên, anh nói em nghe nè. Anh nói em nghe nè. Vô công việc mới giữ mặt với anh được nha. Thưa chị là tại vì em nghe quy luật bù trừ thì bạn Tố Như mạnh mẽ thì em xin làm dấu trừ rồi đó, cho bạn Tố Như được làm cái dấu cộng. Trời ơi, hay quá vậy ta. Trời ơi, thiệt á. Trời ơi, ông khéo miệng với sợ luôn á. Rồi, Linh hát bài nào tặng cho Như đi. Em thấy Như thì có đôi mắt đẹp, em không hát không hay, nhưng em thấy đôi mắt Như như là một cung chứa gốc cả bầu trời nổi tiếng với hàng mi. Rất là dễ thương. Tình thơ về đôi mắt của Tố Như. Dạ. Như sao Như? Dạ, em hát cũng tạm tạm, nhưng mà cho nên là em cũng hát một bài. Ừ. Dạ, em sẽ hát bài Thương của Lê Cát Trọng Lý. Wow, đó. Chắc là mê Lê Cát Trọng Lý nè. Không hát rất là Lê Cát Trọng Lý luôn. Ghen với gió giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại, giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa, đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại, để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình tranh vênh. Dạ. Bây giờ chúng ta nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình về người đối diện, sau đó mình sẽ tiến hành bấm nút. Lũ nhìn cá tính bên ngoài của Như, Lũ rất thích. Như thì nói chuyện thì cũng nghe hay. Lũ mong là mình có thể có cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh có tin coi bói không anh? Anh tin. Em thì bình thường không tin lắm, nhưng mà cách đây một tháng thì em có đi coi bói. Thầy bói nói là năm nay em sẽ có người yêu. Wow. Rồi, như thế là đủ. Đủ để chúng ta cảm nhận về nhau rồi ha. Các bạn để tay vào nút bấm đi các bạn. Các bạn kiểm tra lại con tim một lần nữa, xem đây có phải là nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi. Bấm nút là để chúng ta tiến tới hẹn hò và những gì xa hơn nữa các bạn nha. Chuẩn bị 3 2 và quyết định 1. Hết thời gian. Bấm tay nhau đi nào. Thì cái cặp này bấm nút là tôi với ông phải bắt tay nhau cái nè. Ôi ơi. Bắt đầu từ bây giờ bà đã hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ trước mắt của mẹ bạn gái, trước mắt gia đình mình đang xem ở Cà Mau, trước mắt
hàng triệu khán giả, em hứa điều gì đi ha, và xin bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau, con hứa điều gì đó. Dạ con xin chào bác gái. Con tuy ngoại hình con không được đẹp lắm nhưng con biết làm ăn và con cố gắng. Nếu con xin phép bác được hẹn hò với Tố Như, con sẽ xin phép bác nhiều hơn nữa để đưa Tố Như đi qua những nơi con đã từng qua mà không có Tố Như. Trời ơi, văn phong ông mỹ miều lắm chứ bộ. Ôi mẹ đang xem á, mẹ đang bệnh gì đó. Tôi hy vọng là hôm nay mẹ đã nhận được con dâu tương lai. Qua đài này con cũng mong là mẹ sẽ bình phục. Con báo với mẹ tin là con đang bước được một chân đến cửa nhà cô con dâu tương lai. Trời ơi. Đi ghét. Bây giờ Như nói với mọi người cái gì, Như cảm nhận như thế nào trong giây phút này? Dạ thì trước hết thì con cũng mới nghe tin từ anh là bác gái cũng đang bị bệnh. Thì con cũng hy vọng là khi bác coi được chương trình này thì bác cũng sẽ mong chóng khỏi bệnh. Con cũng cảm ơn bác vì đã cho con và anh có cơ hội và cũng như gọi là cái duyên được gặp mặt nhau. Dạ và cũng cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội để cho hai đứa em có biết được nhau và gặp mặt nhau hôm nay. Rồi, một nụ hôn đầu tiên trong chương trình. Bụi phấn cô ấy cũng chưa bao giờ hôn ai lần nào. Đó, chưa chú... có ai đụng được má cô ấy đấy. Đó, chú chuẩn bị gỡ bụi phấn xin đi. Bác. Dạ con xin phép bác. Anh đấy. Xin phép em cho anh hôn tay trước nha. Không. Thì từ từ hôn lần lần lên á, hôn lần lần. Từ tay cho tới má. Má đàng hoàng. Má mới được. Ôm chặt vô hôn má, ta lũ. Anh cứ tự nhiên. Chặt vô, từ từ. Cái nữa. Hai cái là nhiều quá lời. Hả? Nhiều quá lời á. Hai cái lời nè. Dễ nhẹ nhàng. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy. Mày sao mà mày chơi chút mình tình sao à? Bỏ anh mời tôi tặng con đi. Dạ rồi, 5, 4, 3, 2, 1 nhé. Và muốn hẹn hò, chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 và 20:52 hàng tuần trên kênh VTV7. Và thưa quý vị, chương trình nhận được sự tài trợ từ nhãn hàng sữa Đà Lạt Milk, di sản từ Cao Nguyên. Và hôm nay chúng ta đang chờ đợi xem cặp đôi nào sẽ hò với nhau hay không. Không biết họ có tình nào, biết là bạn trai là một người gì, bạn gái là một người gì, họ gặp nhau ra sao, tình huống gì xảy ra trong chương trình. Mọi người đến với cặp đôi đầu tiên. Mời nhà gái thôi. Mời nhà gái. Mời nhà gái. Ai đầu tiên đây? Ai còn biết người mặt đó không thể làm đây? Ai ngồi cùng tới một bóng à? Rồi, mời đây, mời luôn. Mời chúng ta luôn đây. Nhà gái, nhớ là nhà gái thắng là luôn có một người ngồi. Chờ sẵn. Được chưa? Tay là tay lên, lên gì? Chỉ giật má cho nó bị sụp á. Rồi, được rồi. Lên. Rồi, nhà trai. Nhà trai, nhà gái. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng. Ngọc Lan, dạ. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Hiến, em sinh năm 1994. Em đến từ Hà Tĩnh ạ. Và hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Là em làm về mảng TikTok Shop. Hiến sinh năm 1994. Mời nhà trai. Ngày đầu tiên em kính chào quý khán giả trường quay, bạn muốn hẹn hò. Sau đó mến chào anh Dương Linh và chị Ngọc Lan cùng bạn nữ kế bên luôn. Em tên Thái Văn Lân, sinh năm 1980. Dạ, em làm ở công ty điện lực Đức. Điện lực em làm quản lý vận hành lưới điện. Dạ thì lúc trước là em là công nhân, rồi sau đó em học tiếp lên đại học, có bằng kỹ sư. Dạ. Quản lý luôn.
Không, là quản lý lưới thôi, nhưng mà sau đó mình đi học tiếp đại học lên làm kỹ sư. Quá. Nói chung dở này dở khác. Bây giờ cái lương bao nhiêu là bạn đi sớm thứ mấy rồi? Lên 80. 94. Cái thì sao đi? Bên kia sinh năm 80 đó, mình sinh năm 94 thì thấy sao? Cách nhau 14 năm. Làm sao? 72, 27. Dạ gái thì sao ạ? Nhà đối với em thì tuổi như vậy thì cũng không có vấn đề gì, nó quá là lớn lắm. Rồi, thôi ạ. Còn nhà gái thì một xíu thì cũng chuyển được cái điểm như vậy đi. Đầu tiên là cái điểm, đầu tiên là ưu điểm ạ. Mình nói cái điều tốt nhất. Em nghĩ là ưu điểm của em là một người rất là hoạt bát, nhiệt tình và khá là nhanh nhẹn á. Hầu như em biết khá là nhiều thứ, nhưng mà hầu như cái gì em cũng đã từng làm qua và biết khá là nhiều. Nhưng trong cuộc sống thì em vào đâu vẫn là sống được, kiểu là vậy. Em cũng đã từng tốt nghiệp đại học rồi và cũng có một thời gian đi học và làm việc nước ngoài. Và hiện tại thì em mới về Việt Nam, thì đang ở đây và em đang làm. Chúng ta ngoài là làm ở đâu đi? Dạ, em ở Nhật Bản ạ. Ở Nhật Bản? Dạ. Cái tên công ty các ngoài ạ. Đi học học đại học gì? Em là xem học luật ạ. Học luật hả? Dạ. Cái đây học gì đó? Dạ, đại học điện lực. Đại học điện lực. À, cái kia luật của này là lực. Điện lực. Luật ha. Dạ. À, bên kia là bạn gái làm bán hàng shop á. Bạn làm luôn á. Là sẽ hồi điện đúng không? Dạ, đúng rồi, em nói chung là nào giờ sống hiện từ ông bà độ cho mình. Nói chung là đổ lên giống như vậy, công việc mình à, mình làm cái gì nói chung là có ông bà đổ cho mình. Dạ, giờ cũng thấy sống sống là sung sướng. Dạ. 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 Ưu điểm của em hả? Em là ưu điểm nói chung là một người có bản lĩnh, tự lập, thì nói chung là mình sống tốt và nói chung là hiền, có vẻ hiền. Dạ. Dạ, khuyết điểm hả? Em khuyết điểm thì chắc có là về uống rượu là bia rồi không đó anh tiệc tùng rồi thôi, hay là bạn bè rủ nhậu thì nhậu, không thì không ở nhà. Dạ, nói chung là cuối tuần thì với hay là nói chung là cuối tuần hay là với bạn bè. Dạ, em sống ở quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Mà tận Thủ Đức chứ? Dạ đúng rồi. Sống nhà đó bạn? Sống một mình anh. Một mình luôn? Dạ. Nhà riêng mình á? Dạ, nhà một mình, nói chung gì cũng một mình đó anh. Ở giờ nhà ở đâu? Dạ, nói chung là giờ mẹ và em gái ở bên Mỹ. Mỹ đó bạn? Dạ, con mình à. Em ở đâu? Mình không? Dạ. Em thì chưa đi, mẹ em cứ đi và về vậy đó. Mẹ em không có đi. Mẹ thì thăm em thôi. Dạ, đúng rồi. Rồi giờ đó, giờ là con bị đập thăm rồi đó. Không có, phải gặp duyên sao chứ chưa biết anh ơi. Gặp duyên sao? Tình duyên của em hả? Nói chung là giờ nó tình duyên của em cũng có ba mối tình á. Ba mối hả? Dạ. Mối nhất nhiều. Mối nhất là lúc học đại học. Nhà ra nó to luôn, tí nhà gác nghe cũng rõ là. Dạ, thì nhà ra là ba mẹ dân Mỹ hết rồi. Ở đây có mình thôi. Ở quận Thủ Đức. Có ba mối tình. Mối tình nhất dạ, mối tình thứ nhất là thời em học đại học ấy, thì chắc cũng ở 3 năm à, thì tình đầu thì tình gian dở rồi. Dạ. Thứ hai thứ ba thì nó cũng giống nhau anh, thì chắc cũng cỡ bốn năm mấy gì đó. Bốn năm mấy cũng dài lắm á. Dạ chứ anh nghĩ em còn trẻ hả? Dạ. em mà già anh ở nào đấy, nhưng mà nhìn anh phong độ em phong độ đó. Em có một cổ trẻ nó bị hóa. Em già anh lão luôn rồi. Anh là một cái ước muốn của em mà em không được. Bây giờ bao giờ cái chục năm yêu nhau rồi. Đúng không? Cái nghiệp cái chục năm tình yêu rồi. Thì nói chung là chỉ vậy thôi, nhưng mà để mà để mà tiến tới hôn nhân thì không nói chung là... Và cũng có tình em cũng có tình yêu là thiếu sót gì trong trường hợp. À em thiếu sót hả? Chắc em thấy là do không hợp nhau á. Không hợp hả? Dạ. Bây giờ phải tìm. Dạ chắc đúng vậy anh. Ba mối tình dài còn không hợp nhau thì ta được. Số phận thì sao anh ơi? Số phận. Mình phải cải quá cải số phận chứ.
Rồi, để con sẽ chúc họ đi cô tìm sao bạn. Thế còn tôi bên đây là bạn hứa tình rồi ha. Thì anh nói về cái tình duyên của mình. Em thì được trải qua là 3 mối tình ạ. 3 mối tình mà sâu đậm nhất và kéo dài nhất của em là cũng 4 năm. Cũng chia tay được cách đây khoảng tầm 1 năm 8 tháng. Rồi, chị Lan nhớ rõ này thì là thì nó trong khoảng vài tháng thời gian đấy á. Mấy năm, mấy tháng như thế hết rồi. Dạ, tại vì là em quen là không phải người Việt Nam. Thì em ở đây là người Trung Quốc. Còn em cũng yêu nhau. Nói chung đó là một tình yêu đối với em nó rất là đẹp. Nó không hề như mọi người nghĩ là nó có những cái điều lừa dối hay là không hợp nhau hay là như nào cả. Còn em chia tay nhau bởi vì cả hai đều muốn tốt với nhau nên quyết định là dừng lại. Bởi vì thực ra là khi mà em quen đó, thì gia đình em không ủng hộ. Mà khi bắt đầu em mới quen được một năm thì bắt đầu mới công khai. Thì khi mà em nghĩ là chỉ cần mình từ từ thuyết phục bố mẹ mình á, thì từ từ bố mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà 1 năm, 2 năm, 3 năm thì bố em vẫn rất là cứng và quyết định là không bao giờ đồng ý. Và khi thời gian em ở bên kia, mỗi lần em gọi lại về nhà đó là lúc nào cũng nước mắt kiểu vậy á. Vì là bố em là không như là đối như là không nghe mặt của em luôn, từ mặt luôn á. Vậy là khó vậy hả? Ví dụ giờ em quen được bên đây hai người yêu nhau, những gì bố không chịu rồi sao vậy? Tại vì quan hệ của em là không thích người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc anh. Bố em bố em thích người Hàn Quốc nhiều hơn. Bố em bảo bây giờ chỉ cần người Việt Nam là được ngoài. À vậy hả? Dạ. Vậy phải rồi. Mình phải người Việt Nam không? Dạ, quốc tịch Việt Nam anh. Từ đầu được mấy ngày. Như thế này thì nhắc lại một cái sự đoạn nữa. Dạ. Bây giờ thì em cứ nói chung là gọi em bạn là bảo mày lấy chồng đi. Không bây giờ lúc nào cũng lấy chồng em về nhà có một thời gian ngắn em đi vào em luôn. Tại vì cứ mở mắt ra là cứ dùng cái chồng, mấy lúc đi ngủ cứ dùng cái chồng. Thế là em mới bảo Sài Gòn em về nhà được có số 2 tuần em mới đi Sài Gòn. Thực ra là bây giờ là mới về một nơi á, nên là cái tình yêu nó không còn. Nhưng mà những cái gì mà đã qua thì nói chung nó vẫn là một cái kỷ niệm đẹp mà em nghĩ là em sẽ giữ trong lòng của mình vậy đó. Đúng rồi, em nghĩ là một đứa em sâu sắc. Nhưng mà nghĩ là nó hơi qua đi. Có thể nó rất là có cái gì mà nó phải làm tiếp về cái tâm sự của mình thôi. Chứ là nói một sáng mới là làm người bố thì có mối tổng không? Anh tự là cái sự đẹp em sẽ tìm đúng một điều mà mình còn. Tiêu chuẩn của bố em chỉ còn là người Việt Nam thôi. Nhưng tiêu chuẩn của em thì sao? Của em thì là chỉ cần người đó thương em, bởi vì là cái em là người khá là hoạt bát rồi, khá là nói nhiều á. Mặc dù em ở ngoài thì ai cũng nghĩ em là rất là năng động và nói nhiều, tích cực nhiều, nhưng mà em cũng rất là trộm cái hai người đó người lắm, cảm động, cảm xúc nhiều đúng không? Thế là em cũng muốn tìm một người có thể hiểu mình. Người là sao? Em còn mẫu người lý tưởng thì ta ở đây là anh làm việc thì có thể tính tiền được. Tính tiền kiểm cảm xúc được luôn. Chính mày ơi. Kiểm hoạt. Rồi em cho mẫu người lý tưởng đây. Mẫu người lý tưởng của em là chính là ông Cao Thắng á. Ông Cao Thắng? Không. Ông Cao Thắng. Mày hiểu không đi. Là em giống chắc chắc kiểu á. Rất là tình cảm, luôn luôn đứng phía sau ca sĩ đông niên mọi lúc mọi nơi. Là những người đàn ông của gia đình. Ông Cao Thắng là ông. Chúng mắt. Rồi. Còn tham quan xem em của Việt Nam đi không? Rồi, đây là chúng ta chứ. Dạ. Cái câu kéo Việt Nam. Rồi, còn có Việt Nam này cũng được rồi. Dạ. Mới được nhập ký đại chứ. Thật thiệt luôn á. Còn đã kiến chưa. Xong rồi đó. Khá là bất ngờ rồi. Dạ. Em đọc lạ mà chị. Dạ. Anh thấy cô gái bên kia làm rất là dễ cảm xúc vậy. Anh có cái hay có ai có vẻ cũng bản lĩnh. Cảm ơn nhiều lắm. Nói chung là 6 năm học và làm việc ở Nhật thì cũng là một người có bản lĩnh đó. Người rất là giỏi. Chúng ta đi ra này cũng bình tĩnh để điều chỉnh xử lý đó. Dạ. Về đó là bây giờ không thích những gì là người đàn ông này. Em không thích nhất là người đàn ông cứ nói nhiều lèm bèm. Anh này thích nói. Tính hóa chọn. Vô nhà dặn có. Gì nữa? Em nghĩ cái điều cơ bản nhất đó là nói nhiều. Nói nhiều thôi đúng không? Đó, thế mà yêu cầu của người khó gì đó. Cái nữa, tức là người đàn ông á, thì khi nào mình nghĩ là
là mình sẽ làm đủ cái gì đấy anh Thăng nói, chứ đừng có cứ cái nào cũng ngứa ngứa xong rồi cho qua. Được không? Em là ghét mấy người mà nói không làm đó. Em ghét hết là không phải làm được. Có sóc mà được ạ? Có sóc mà được. 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 Có sóc Tao bạn đừng liên quan cái thằng nghề đó hả? Bây giờ thầy trai là cũng có nhu cầu, muốn có một bạn gái như thế nào mà nói cho Ngọc Lan nghe. Bạn gái thì cũng hơi có nhìn có thật có thà, nhìn phúc hậu chút. Chỉ có một tôi mới gọi. Cũng phụ nữ đừng có nói nhiều càm ràm đâu. Dạ. Có gì đó được. Có gì đó được. Bạn này bán hàng được hả? Bạn này xuống là lên mấy hàng này ngay từ đó không nhiều. Rồi nói chung là phụ nữ cũng có cái tính hay hiền chút. Hiền chút. Thế rồi cảm xúc gì hay hiền? Em cũng đơn giản vậy thôi chứ không có đòi hỏi quá. Thế luôn mà chết. Dạ đi với lại đứa em đồng nghiệp làm chung cơ quan với lại chị bà con. Chị bà con hả? Dạ. Anh dạy nhà ai là như là nhà ta không biểu à? Nhà ta cũng hỏi. Thì thấy nhà gái thì sao? Nhà chỉ hỏi là gì? Dạ, xin chào ban tổ chức, bạn muốn hẹn hò. Xin chào MC Vì Linh và người đẹp Ngọc Lan. Xin chào tất cả khán giả trong trường quay hôm nay ạ. Tôi là chị của Thái Văn Lân. Và qua cái câu chuyện từ nãy đến giờ đó, thì tôi rất là chân tình vì tôi là người miền Nam, cho nên là có làm sao thì tôi nói như vậy. Còn cái chuyện mà có duyên có nợ hay không là tùy của hai đứa. Nhưng mà đối với tôi là một người chị rất là thương em trai của mình, rất là chân tình, cho nên là tôi sẽ nói những gì suy nghĩ của tôi. Tức là gia đình của chúng tôi là bên em Lân đó, là một gia đình tử tế và có nề nếp, có giáo dục, cho nên đó là Lân thì là một cái mẫu người đàn ông hiền, tử tế và làm ăn, đi làm, làm mạnh, làm về kỹ sư điện lực, công ty điện lực Thủ Đức. Do đó thì phía bên nhà tôi ấy, thì chỉ mong muốn một điều là cô dâu cũng không cần xinh đẹp lắm, nhưng mà về bản chất đó, trong con người ấy, thì phải thật thà và chân tình, và một điều quan trọng là biết chăm lo cho gia đình và trung thành, trung thủy, không phản bội. Thì đó là một cái nghề nếp rất là quen đối với gia đình chúng tôi, và chúng tôi mong rằng cuộc hôm nay hy vọng rằng là sẽ có chỗ gặp nhau, chứ còn nếu không gặp nhau á thì dù cho có bắn chung 10 cái thì về nhà nó cũng không có được thuận lợi. Do đó thì ở đây tôi nói rất là chân tình, tôi cũng mong rằng em tôi có được một cái người mà biết chăm lo cho gia đình và không phản bội em tôi. Nếu như trong cuộc làm ăn thì nó có may có rủi, thì đang lúc may thì vui, mà đang lúc rủi thì bỏ rơi. Như vậy thì cái đó không phải là cái mẫu của gia đình chúng tôi. Đó là tôi có coi như là ý kiến. Và còn về phía em gái thì tôi cũng thấy một sự khác biệt, tức là người miền Nam thì em tôi nói chuyện rất là thẳng thắn, ví dụ không thích gì thì nói là không thích, không có biết nói là lời lẽ nhiều, và cũng không biết là che đậy những cái khuyết điểm của mình đó. Do đó thì giữa hai miền nó có cái phong tục khác nhau, thì tôi cũng không biết là có như thế nào. Dẫu sao thì tôi vẫn mong rằng là có những điều đó kỳ diệu và may mắn đến cho hai người. Xin cảm ơn Vì Linh và MC Sinh Nghiệp Ngọc Lan rất nhiều ạ. Xin cảm ơn tất cả. Em chào chị Ngọc Lan và chú Hồng Linh. Dạ em là đồng nghiệp chung với chị Yến. Theo như là em ngồi đây quan sát nãy giờ thì là chị Yến cũng rất là thích cái phong cách của anh, trừ các câu ra.
anh về nhà có thể cạo râu ra được không? Đó đơn giản mà em. Đâu có gì đâu mà khó. Dạ, còn lại thì em cảm thấy anh với chị rất là hợp nhau. Nhưng mà chị có thêm một cái khuyết điểm đó là hay nóng tính, dễ quạo. Không biết anh có thể bao dung cho chị được không? Cái nóng tính thì anh không sợ, anh chỉ sợ phụ nữ cầm làm nó nhiều quá. Nóng tính gặp anh rồi thì cũng quan trọng là nóng cái nào mình chỉnh lại. Anh chỉ sợ là nó nhiều càm ràm hoài á, nghe mệt thôi chứ. Dạ chị, em thì cũng không có tính càm ràm đâu, chỉ là vậy thôi. Em nghĩ là anh với chị hợp nhau không, là anh với chị có thể tiến tới. Tặng em bó hoa này cũng khác lạ, như là hoa thường nó là hoa sáng và có mùi hương. Là anh muốn tìm một người để mà giống bền vững, chứ không có phải là như hoa tươi rồi tặng xong rồi bỏ đi. Anh là một món quà nó có ý nghĩa là để là một cái mối tình nó với anh bạn là bền vững và lâu dài. Em không quan trọng hay không? Của em là một cái ly còn xứng đó. Em hy vọng em cứ đang uống cà phê thôi, mà hy vọng là mỗi buổi sáng có thể dùng cái ly này để tôi cà phê để uống cho một cái ngày làm việc nó có những sự tỉnh táo không? Anh thì sáng nào anh đi cũng uống cà phê sữa. Dạ. Cảm ơn. Cái gì kêu anh nói cảm xúc của anh đi ạ. Đấy mà giống như là em là người miền Trung á, thì chắc chắn là sẽ có những cái nó không thể nào mà nó giống như người miền Nam hoàn toàn được á. Nên là anh có thấy cái vấn đề về cái điểm như thế mình có cản trở hay là như thế nào không ạ? Thì nói chung là trong cơ quan anh á cũng có, nói chung là cũng có người Nam người Bắc, người Trung thì nói chung là có đầy đủ hết. Nói chung là cái quan trọng là mình sống sao tốt á thì ai cũng tốt thôi, chứ không có quan trọng vấn đề đó. Do quan trọng là em sống tốt thì theo nghĩ là đây là người mình nào cũng không quan trọng. Em đúng không? Như là cố tìm để thêm ngay được. Em nghĩ là trong cuộc sống thì mình có tốt thế nào thì có những thời điểm mình sẽ rất là quạo, nó tính là nóng tính thế nào đó. Thế thì anh sẽ làm gì ạ? Anh á, nhiều khi anh cũng nóng tính, anh cũng quạo vậy. Mà nóng như cái anh im lặng hay là anh bỏ đi. Nói chung là anh không có giống như để người gây nhau mà ầm ầm để làm gì. Anh là giống như là ví dụ mà nói người ta không hiểu thôi, để từ từ mà người ta sẽ giống như là thời gian người ta sẽ hiểu, chứ mình không cần phải gây gỗ nhau hay là để làm cái đổi lại làm cái gì hết. Thì nói chung thời gian từ từ người ta sẽ hiểu qua là vấn đề đó như thế nào, mình không có cần đó. Mình biết là ví dụ như là mình đúng thì mình cứ nói mình đúng rồi, không cần phải gây lại làm gì. Từ từ thời gian người ta sẽ biết như thế nào là đúng hay nào là sai, không có cần phải biện minh hay là gây gỗ nhau để làm cái gì. Không, anh cảm thấy cái đó không có hay ho, mà những gì mà không hay là anh không thích làm. Nghĩa làm những gì mà mình cảm thấy nó tốt và nó hay thì mình làm. Tại lúc nãy em nghe anh nói là anh không thích người con gái có tính là càm ràm á. Em thì em không có tính càm ràm, em là một lần một hai là hai. Em rất là thẳng, em mà không thích là em sẽ nói là không thích, là không muốn là không muốn. Thì anh cũng thích những người mình phải thẳng, thì cũng phải thẳng tùy lúc, cái chuyện gì cũng thẳng quá cũng không được. Nhưng mà nói chung là mình phải biết xử lý tình huống nữa, hay là như thế nào cho nó phù hợp nữa. Đó, chứ không phải là nhiều lúc thẳng quá cũng không có tốt. Nói chung là cái từ từ cái, trong cuộc sống mình sẽ hiểu được. Chứ nhiều khi mà em cứ thẳng quá thì nói chung là đó là cũng tốt thôi. Nhưng mà từ từ cuộc sống mình sẽ biết là có những lúc thì mình phải ứng xử thế nào hay là xử lý như thế nào. Thì đó, theo anh nghĩ em còn trẻ thì chắc có thể từ từ em sẽ trải nghiệm biết được. Thì tại vì là em nhớ là em có một cái điểm em muốn nóng, em muốn có một chút nóng tính, nhưng mà em nóng tính mà em sẽ im không nói gì hết luôn, im cả ngày hoặc là hai ngày.
thì theo anh cũng vậy, ví dụ mà bạn bè hay người này nó nói giống như là anh cũng trả đây lại rồi từ từ thôi, họ sẽ biết là chuyện của mình làm đúng, không phải cần phải phải tranh cãi với họ làm cái gì. Anh là anh chỉ là ấy, là anh chỉ thích làm cái gì mà anh thấy nó làm được thì mới làm, chứ không phải là nói chỉ có hay là để mà anh là nói được anh làm được rồi sẽ có được quan điểm của nhân dân. Anh chưa thể tiếp vậy ạ? Anh thì anh muốn có phụ nữ biết lo gia đình là nói chung là vậy thôi, chứ đâu có tụi anh cũng đâu có đòi hỏi, nhưng mà quá cao sang để làm gì, chỉ biết là như vậy thôi, là biết lo gia đình vậy đó. Thế anh nghĩ như thế nào là trong một mối quan hệ á, tình yêu cũng như là sống, anh nghĩ như thế nào là hợp hay là không hợp ạ? À, cái này khi mà tiếp xúc với nhau á, giống như người ta giấu mình, là giống như cái bản tính người ta là giống như anh nói, họ tính cái tính họ càm ràm, họ nói nhiều, nhưng mà khi mà gặp mình đó, họ giống như là rất là tốt, mà sau này thì họ lại giống như mình tới chở một hẹn, mình tới chở là họ càm ràm, có như là khi mà quen nhau lâu rồi họ mới lòi ra tính đó. Còn giống như là như vậy, giống như họ giấu đi những cái mà cái xấu của họ, thì sau này thì quen lâu rồi thì họ mới là bộc lộ ra vậy đó, là không hợp. Ví dụ như từ đầu em nói là em nóng tính vậy đi, nhưng mà anh biết được là em nóng tính, ví dụ mà sau này thì anh biết là ví dụ người kia nóng quá thì có người kia phải nhịn lại hay là xử lý thế nào cho nó tốt. Em nghĩ quan điểm như là không phải là sống cho bản thân, không phải sống của hai người, mà còn sống cho ví dụ có con hay là có hai bên gia đình, hai bên nữa. Khi mình đã xác nhận là một mối quan hệ hôn nhân rồi á, nó không chỉ là ích kỷ cho bản thân mình. Tại vì em thấy bây giờ nhiều người vẫn bảo là chỉ cần hai người sống với nhau vui vẻ là được á. Thế nhưng mà đối với em thì khi mà đã em thì tôi sống một suy nghĩ của em đã là hôn nhân ấy, nó không phải là sống cho bản thân nữa, mà còn phải còn xem những cái người thân của mình xung quanh của mình, thì mình có sự tốt của mẹ chồng của mình không, mẹ chồng của mình có sự tốt của mẹ đẻ của mình không nữa. Cái điều đó là dĩ nhiên, tại vì hiện tại bây giờ nói chung là anh không để cho mình, anh thấy có gì mà anh nghĩ với cả mẹ em vậy, thì mình phải lo cho ba mẹ, ba mẹ đã nuôi lớn mình rồi, sinh lên mình lớn không vậy thì mình phải có cái, mình không phải sống cho riêng mình được, mình phải giống như là phải biết lo cho gia đình hai bên. Mày cái chuyện lo gia đình là anh không có phải quan tâm vấn đề đó, mình là người có trách nhiệm lo, phải dụ như có bên vợ thì giống như mình phải biết là cũng cùng một gia đình với nhau rồi, chứ không thể nào mà gọi là so sánh hay gì hết. Ta sẽ gặp mặt nha, nhưng mà nghe vấn đề này đó, đứng gần nhau có chuyện xưa được, em hỏi đi, khoảng bao lâu thì các người kết hôn được, với tuổi mình không còn. Thì mình hỏi là như em gặp anh gì đó, thì nếu mà mình tìm hiểu nhau được á, mình có cái sự mà hiểu với nhau á, thì khoảng bao nhiêu lâu mà để mình kết hôn, để về mái nhà chung được. Đối với em bây giờ em cũng không còn trẻ nữa, thì em suy nghĩ của em là em lên đây là rất là nghiêm túc, và em cũng muốn kết hôn nên em mới lên đây, thì cái quan điểm của em là từ 6 tháng đến 1 năm mà có thể là kết hôn được rồi ạ. Em thì em thích con gái anh thì anh thích con gái này. Gái đẹp đẹp như chị Ngọc Lan quá tuyệt vời luôn á. Dạ em thì nói về trai gái thì em không nói, nhưng mà em thì sau này em nghĩ em sinh hai thai nữa, còn trai gái thì là do ông trời cho rồi. Theo nghĩ là ví dụ như là nó không quan trọng, tại vì đối với em nói chung cái chuyện đó không thành vấn đề nữa. Tiền ai giữ hả? Cái đó nói chung tiền em đâu có thiếu đâu mà mới quan trọng chuyện đó, em chỉ thiếu vợ thôi à. Anh lấy vợ về thì anh có sẵn sàng đưa tiền cho vợ chồng không? Thì đó ai sao mình vậy, đâu mà phải lo. Anh nên khẳng định chứ,
nói chung là mình cứ theo phong tục đi, phong tục ra sao mình vậy. Mình có là cam tâm tình nguyện không hay là do vì phong tục như thế được? Thì nó không trồng sao thì mình cứ theo con vợ. Người ta nói hay đưa vợ giữ tiền á. Nhưng mà đưa là đưa vui vẻ đúng không? Nói em chỉ thiếu vợ thôi, đâu có thiếu tiền đâu. Thế nhưng mà em lấy vợ về thì là tiền là vừa nắm hết rồi, cái là mình sẽ không có tiền nữa. Có lẽ là anh thiếu tiền nữa. Nói chung có gì vấn đề chứ. Bây giờ sao mà sống được cả tôi với chị hai hả? Được không? Vừa đưa em như sao nhiêu ạ? Vợ lo cho mình rồi, đâu cần phải lo gì nữa đâu. Lo không đấy. Rồi, bây giờ cái này em hát theo cảm xúc nha chị. Nay nhung nhịp thời trên khu phố có cô em chúng ta đôi môi cười hoa thắm quá bất chợ cùng mình yết đơn trên vai em buồn chăng cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về cùng biên quan mình sẽ xanh những ngày hè những năm dưới bóng dừa là lớn sẽ nói yêu em mãi nói những lời yêu chúng ta từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Em nghĩa là em cũng vì là chương trình thật á nên là em cũng muốn chia sẻ thật là ngày hôm nay em tham gia chương trình này nên là em mới mặc váy và đi dép như thế này thôi. Còn bình thường của em là không phải vậy. Em là một người chỉ thích là thoải mái mặc đồ quần jean áo thun bây giờ ta quần rộng áo rộng cùng hình thế á, và rất là kiểu là tính của em thì là rất là thích đừng phải là em hoạt động nhiều á, em cũng không phải là rất là thoải mái nên là em không phải là kiểu mà cứ nào mặc váy thì thích hay là lâu lâu thì em sẽ con gái thì lâu lâu thôi. Còn bình thường của em là phong cách của em là một phong cách rất là năng động và trẻ trung như vậy. Thì năng động với chung thì vẫn tốt thôi, nhưng cái quan trọng là biết lo gia đình, chăm lo con học hành rồi thôi. Đó thì em đang giải thích đọc, cho nên là vì mặc bộ đồ này em là sẽ hát theo bộ đồ. Dạ, thế là em gửi anh vài câu hát ạ. Sáng ta uống cà phê, uống trà, cà phê nhớ cũng được mặc một cô gái ở trên chương trình.
tâm huyết của mình thật sớm, thành công với tất cả mọi người các bạn đã lựa chọn. Dạ, em cảm ơn. Dạ. 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 Dạ.